My life, my color. Lời đầu tiên xin chào hai MC. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Hoàng Thị Mai, năm nay 52 tuổi, là giáo viên. Hiện sinh sống ở thôn Tiến Thành, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk. Ồ, từ Đắk Lắk xuống đây hả? Thời mình làm công việc nội trợ ở nhà hả cô hả? Là giáo viên ạ. Giáo viên giờ vẫn còn đi dạy? Dạ, mới năm 2 chưa được nghỉ hưu. Rồi, mời em gái. Dạ, chào chị Quyên Linh, chào chị Linh Lộc và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Tưởng Thị Loan, năm nay em 31 tuổi. Thì em đang thất nghiệp ở nhà Lâm Đồng ạ. Mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi chị dạ, hả? Dạ, em làm dâu của mẹ gần 4 năm đó chị ạ. À, mới đây thôi đó hả? Dạ. Mẹ chồng là làm giáo viên. Giáo viên là dạy cấp mấy cô? Dạy mầm non. Ồ. À, mầm non. Cô gắn bó với mầm non từ hồi xưa tới giờ luôn đó hả? 33 năm rồi. Wow. Từ năm mới có 18 tuổi à. Thôi vậy giờ cô coi như hai đứa mầm non đi. Cô dạy hát bài rồi cho nó vui đi cô. Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Rồi, dạ, đúng rồi. Hay quá, bài đó hay lắm đó. Một nụ cười bé cha vui cả ngày, bàn tay ôm con vào lòng, một bàn tay to cho con tập đi, rồi ngày mai kia con sẽ lên người, nhưng với cha mẹ con mãi bé thơ. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ hát. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Cái điều này ai cũng mong muốn, cả một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Có cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó, cô có cảm nhận như thế nào và ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên thấy con thì hơn ấn tượng một điều là con nó hơi lớn một xíu so với tuổi của hắn. Thật tình là hơi sốc một xíu. Rồi cái mình cũng có suy nghĩ, nghĩ 3-4 ngày sau á, mình có nói với chồng là thật tình mà con bé đó mà là con cháu mình chứ mình thương nó lắm á. Vì nó còn nhỏ mà nhìn nó lớn hơn rồi nhìn nó không có như cái ý của mình là con gái thì mướt mát rồi xinh xắn rồi xe xua một xíu. Thật sự thì con dâu nhìn thấy lần đầu là mình thấy nó rất là mộc mạc chân chất. Chị cho em hỏi xíu là cái chị có nhớ cái lần gặp mẹ chồng đầu tiên không? Chị có ấn tượng gì không? Dạ, lần gặp đầu tiên thì mẹ đi làm về thì em đã chào, thì giọng nói của mẹ thật ấm áp và nhạy ánh mắt của mẹ thì hiền hậu lắm. Dạ. Tối hôm đó thì em ở lại nhà với mẹ thì ngủ với mẹ. Tối đó mẹ đắp chăn, mẹ em sợ, lúc nào em không ngủ đâu mà đến khi sau thì mẹ đắp chăn nằm im re luôn vì sợ quá mà không dám lên tiếng luôn. Mẹ đắp chăn mà cũng sợ nữa hả? Em là người ở đâu, Nghệ An hay là Hà Tĩnh? Dạ, em ở Nghệ An ạ. Nghệ An hả? Dạ. Đến Đắk Lắk mình lập nghiệp hả? Dạ, em đến Đắk Lắk lập nghiệp từ năm 1990 như vậy. Ồ, yeah. Nhưng mà khi mà mẹ mà nhìn mình với ánh mắt lạ như vậy, hình như có hơi sốc sốc á, mình có cảm nhận được điều đó không? Dạ, không. Mẹ để trong lòng nên con không biết. Thôi. Rồi con dâu những ngày đầu làm dâu có tốt không cô? Mình đã trò chuyện với con như bạn của mình rồi. Ai sinh ra thì cũng muốn là có cha mẹ chồng giống như cha mẹ của mình. Mà mình xác định là con dâu về nhà mình mà mình không thương con dâu thì làm sao con dâu nó thương mình. Từ đầu mình đã tạo cái tâm lý như vậy. Mình có nói với con trai trước khi cưới á, con trai biểu mình là mẹ ơi mẹ đi cưới vợ cho con. Thật tình thì cưới vợ cho con là chuyện rất bình thường, mẹ rất là mong mỏi như vậy. Nhưng mà con phải suy nghĩ cho thật kỹ về con bé này, nó tuổi với con nhưng mà nhìn nó lớn hơn con một xíu. Nó lớn nữa, giờ lớn đâu có ăn thua gì đâu nha cô. Cho nên là con phải suy nghĩ thật là kỹ cái điều này. Sau này mà con không hạnh phúc với nó là mẹ thương nó chứ không thương con đâu. À, con phải suy nghĩ thật là kỹ. Cảnh báo con trai trước vậy đó ha. Mà mẹ chồng quá là tâm lý luôn ha. Nghe những lời như thế em có cảm động không? Dạ em cảm động lắm ạ. Con dâu không biết chuyện này, bây giờ mới biết. Thì bây giờ mới nói nè. Dạ. Tại vì khi mà mẹ chồng nói con dâu coi như là mắt long lanh. Anh nghĩ rằng đây là những cái lời mà nó sẽ là một cái tinh thần, một cái niềm tin, một cái động lực để chúng ta tiếp tục gọi là sống như mẹ chồng nè, coi như trọn cuộc đời luôn ha. Dạ. Không biết là những cái ngày mà mình mới về làm dâu á chị, mình có bị bỡ ngỡ không? Mẹ lúc nào tâm sự á, vì thì mẹ không có con gái cho nên mẹ coi như là con gái á, mẹ hay tâm sự lắm. Dạ. Có một lần là em bị một cái u ở sau lưng á, thì mẹ dẫn đi mổ. Thì sau đó dẫn về thì mẹ không cho em làm gì hết á.
bắt nằm trong phòng á, không làm cái gì mà cơm, thậm chí cơm mẹ con đưa vào trong phòng để ăn nữa. Như vậy làm dâu thì những cái điểm nào mà hai mẹ con hợp nhau nhất cô? Ăn thì có hợp đôi chút. Con dâu thì thích đồ chiên giòn rồi đó. Mà mẹ thì không thích, một số món khác thì hợp. Hai mẹ con thường hay xem các chương trình của trên đài truyền hình á, như là Mẹ Chồng Nàng Dâu rồi là Nhạc Bolero. Ủa sao em đi làm ruộng gần nhà không? Dạ không, em làm cà phê cùng gần nhà luôn, em ở sát nhà mẹ luôn ạ. Làm cà phê hả? Dạ. Có những gì mà em thấy mình chưa hợp với mẹ chồng không? Dạ chưa hợp với mẹ chồng, mẹ chồng nấu ăn cay lắm, còn em thì không ăn được cay. Về nấu ăn thì bên em nấu ăn khá, còn bên mẹ nấu ăn khá. Đúng rồi. Mẹ không cho nấu, mẹ nấu miết luôn. Mẹ nấu miết rồi, cũng mẹ nấu cay rồi sao? Thì cố gắng ăn. Bữa nay ăn được rồi. Ăn cay luôn. Mình có giảm cái độ cay bớt xuống rồi. Những cái ngày đầu mới về mình đâu có dám nói là mình không ăn đúng không? Thì cái ngày đầu em về là ăn cay mà cay quá luôn, em không nhầm nói gì hết, nước mắt nước mũi nó cứ chảy à. Đó, thấy chưa? Sợ biết là nè. Mẹ ép ăn đúng không? Ừ. Cái lúc ở đây cái mẹ nó trời ơi nó ăn ngon rồi, nó cảm động nó khóc kìa. Em rồi khóc. Mẹ có hỏi sao không? Dạ mẹ có hỏi, mẹ hỏi sao thế? Em mới trả lời là mẹ ơi con từ nhỏ đến giờ ăn cay không có được. Vậy mà không sẵn mà nói tại con cảm động quá, mẹ nấu ăn con cảm động quá. Còn mẹ thấy có cái gì mà không hợp với con dâu nữa? À, mình thì mình không thích ai hay là sao hồi đó mình để trong lòng hay tâm sự với chồng hoặc với con. Nhưng mà con dâu không phải để ý gì với chồng lại cứ đưa lên Facebook. Nên mình không thích cái đó. Kêu con lại, con ơi bữa sau con đừng có ghi như vậy nghe. Họ hiểu lầm á. Họ tưởng là mình không hạnh phúc với chồng. Nhiều khi là trong cái tình huống đó đang giận chồng, xong cái không có nói được thẳng trực tiếp. Thì mình giống như mình viết lên vậy cho ảnh vô tình anh đọc được, anh hiểu tâm lý. Ví dụ không đọc luôn sao, cả thiên hạ tôi đọc sao? Thì giờ không phải, tại vì bữa đó là em chỉ có chia sẻ cái bài đó lên, em thấy hay, em chia sẻ cho mẹ lại hiểu nhầm. Xong rồi mẹ gọi cả hai vợ chồng ra, mẹ ngồi nói. Thì em cũng có nói là mẹ hiểu nhầm món rồi, chứ không phải đó. Mày mốt quá em về cứ đợi lúc nào mẹ mặc đồ đẹp rồi này ha, là cứ chụp hình đưa lên Facebook cho anh. Là bảo đảm mẹ em sẽ rất là thích luôn. À, đừng có kể chuyện gì giữa chồng con mà giận nhau hết á. Từ đó lúc đó mẹ hiểu lầm đến giờ em cũng giảm chia sẻ một bài nào nữa hết. Dù nam chụp hình mẹ chồng nàng dâu vậy đăng lên được nè. Đăng hình anh về con khóc hù nó nín liền. Em không nói kiếm thêm một đứa nữa thì mẹ bảo là thôi một đứa nuôi đủ rồi làm gì nữa. Nhưng mà em vẫn xác định em đẻ thêm một đứa nữa. Cho nên hai mẹ con không hợp. Về sợ con mình cực á. Mẹ thương con quá đi chứ. Đứa mà con lo đã thấy đuối rồi. Nhưng mà chị ơi, ở trong nhà mình nó có khi nào mà mẹ mình làm cho mình những cái điều bất ngờ chưa? Cái bữa đó là bữa sinh nhật của em mà em cũng không nhớ luôn. Mẹ mua một cái bánh sinh nhật xong rồi em hai vợ chồng đang ở trong phòng á, mẹ gọi ra. Thì lúc nào em bất ngờ quá mà em khóc luôn, em không biết là bữa nay sinh nhật mình luôn mà em quên luôn á. Đó giờ em có tổ chức sinh nhật lần nào không? Dạ cũng có tổ chức nhưng mà chưa ai tổ chức bất ngờ như vậy ạ. Chồng em có tổ chức cho em chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Chồng thì quá hiền. Vậy mà mẹ chồng tâm lý mức như vậy luôn à? Ông chồng của em hiền lắm hả? Dạ hiền lắm. Không có dám. Rồi cô dâu ít nói nữa. Rồi trong nhà ai nói? Không ai nói hết. Có đứa con của ông bá nó nói nhiều gì về cả ngày. Hai mẹ con hay nói chuyện nhưng mà nói nhiều hơn. À tại rồi mẹ lúc mẹ nói cả buổi không thấy con ở hử chứ, hỏi bé, bé cái gì đó mẹ? Thì ra là con không nghe, nghe gì hết. Nó ủa đấy giờ mẹ tự nói tự nghe ông ơi. Nhiều khi cũng giận. Con dâu mình nó bị viêm tai giữa, mẹ cũng biết. Nãy giờ mẹ tự nói tự nghe một mình mẹ con chẳng nghe gì hết. À thành ra giờ cô cũng thông cảm bởi vì viêm tai giữa đúng không? Vậy mà nó cũng là một cái thuận lợi đó. Đúng rồi. Đỡ phải nghe, đỡ phải cãi. Nếu như chú để viêm tai giữa luôn. À, ông chồng không có nói được, chúng tôi đã gọi là nói chuyện với ông chồng rất nhiều nhưng mà chồng chỉ cười thôi à. Trời dễ thương quá, hôm nay chồng có gửi một lá thư. Chưa gì hết mà chị đã muốn khóc rồi. Thử xem nói gì nha. Mẹ ơi, con biết đôi lúc mẹ buồn vì hai mẹ con không cùng quan điểm nên có hơi cãi vã lại chút. Mẹ tha lỗi cho con nha. Còn vợ yêu, anh biết em sống nội tâm nên ít nói, ít thể hiện cảm xúc và ra bên ngoài. Nhưng mà việc anh làm đêm ở nhà, để vợ ở nhà một mình, chồng biết vợ buồn lắm nhưng mà vợ không có nói. Nhưng vì mưu sinh
nên anh phải đi làm như vậy. Mong vợ yêu hiểu cho lòng anh. Anh thương em nhiều lắm. Em đừng có giận anh nha. Anh biết rằng không có bao giờ anh nói cái tiếng này với em cả. Nhưng mà trong lòng anh luôn nghĩ về em. Hãy hiểu cho anh. Chồng cảm ơn vợ nhiều lắm. Chúc mẹ yêu và vợ yêu tham gia chương trình thật vui. Yêu mẹ, yêu vợ. Cảm ơn con trai nhiều. Con lại khóc. Chưa bao giờ được nghe chồng nói như vậy nên cảm động. Em cảm xúc như thế nào? Thì em cảm thấy hạnh phúc lắm. Dạ. Thì qua chương trình này em cũng muốn gửi tới chồng là vợ cùng yêu chồng nhiều lắm. Do cái cuộc sống á, thì anh cứ đi làm đêm thì cứ đi làm đi. Còn nếu như em đau ốm hay gì á, thì có ông bà nội ở bên cạnh rồi, ông bà nội sẽ chăm sóc. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má, mà không phải giọt nước mắt buồn đâu, giọt mắt hạnh phúc đó. Tôi cảm nhận rằng á, là anh chồng này quá hiền. Bởi vì nên các cô vợ ơi, đôi khi chồng mình không có nói, không phải là chồng mình không thương đâu, mà mấy ông chồng cũng kỳ, thì cũng ráng nói một câu đi, không nói sao tao biết. Nói chung hai người cũng kỳ luôn. Hình như là hồi đó giờ chưa nói đúng không? Mình có hai thằng con trai, một thằng mình nói tí li cái miệng, còn thằng thì cả ngày hỏi, mới nói không hỏi thôi. Mà mình cũng nói với con nè, con không nói ra với vợ thì con cứ đối xử với vợ bằng cả cái tâm của mình, người với người, sự cả tấm lòng thật tình của mình là ai cũng hiểu hết á. Cuộc sống thì nó rất là khó khăn, nên là con hãy cố gắng thật nhiều vì gia đình nhỏ của mình, về cuộc sống tương lai của các con. Dạ. Bây giờ nè, con dâu ôm mẹ chồng đi. Mình mong muốn điều gì mình có thể nói trong ngày hôm nay. Từ trước đến giờ về làm dâu á, mà con có gì sai thì mẹ bỏ qua cho con. Con yêu mẹ nhiều lắm, nhưng mà từ trước đến giờ con chưa nói với mẹ lần nào hết á. Thấy chưa? Mẹ con yêu cũng con không có nói nữa. Mà yêu mà không nói thì sao mà người ta hiểu được.